ăn tối cùng người cũ. Tiếng ồn ào trong trung tâm thương mại không át được âm thanh náo loạn do bao tử tôi biểu tình liên hồi vì đói. Nhìn đồng hồ thấy đã trễ 20 phút so với giờ hẹn. Điện thoại bấm 3 lần không ai nghe máy. Đồ ăn cũng đã dọn lên đầy đủ, nên tôi không thèm chờ nữa mà bắt đầu ăn ngấu nghiến. Không quên thỉnh thoảng ngó lên, quăng ra cửa một cái nhìn hậm hực. Nói cho đúng thì là vì tôi đã lỡ kêu nhiều đồ ăn quá rồi, nên hơi lo lắng khi phải ăn hết một mình. Vâng, thật sự lo lắng. Cuối cùng thì người có trách nhiệm ăn cùng với tôi cũng đã tới. Lý do được trình bày là dắt chó đi dạo mà mới chuyển nhà, chưa quen đường nên về trễ. Người đàn ông mặc quần lửng và áo thun rộng thùng thình, có gương mặt trẻ ranh ngồi trước mặt tôi cười nhăn nhở, vỗ tay hí hửng và bắt đầu ăn, vui mừng khi có người gọi món ra sẵn. Tôi chẳng hơi đâu mà lèm bèm hay than trách, tôi đang đói, ăn xong mới có sức cãi lộn. Lâu lắm không gặp, nhưng câu chuyện dường như cũng không thân thiện mấy. Anh vẫn hay có thói quen tranh luận, chia sẻ với người khác hoặc cho lời khuyên dù người ta có hỏi xin hay không. Và câu chuyện hôm nay anh nói với tôi xoay quanh cuốn sách anh vừa đọc về Soul Plan. Anh nói mỗi người trong chúng ta đều đã lên kế hoạch cho cuộc đời của chính mình, ngay cả trước khi sinh ra. Thậm chí những biến cố xảy ra cũng là do chúng ta đã chọn kịch bản trước. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của chính chúng ta. Đại loại vậy. Tôi không phải là người giỏi nhớ, nhưng có một điều khiến tôi khá thú vị. Quyển sách này tin rằng trước khi bắt đầu cuộc sống mới, linh hồn của chúng ta đã đặt hẹn với những người sẽ gặp và thỏa thuận những việc sẽ làm, như giúp đỡ nhau, yêu thương nhau, thậm chí là cạnh tranh, hãm hại hay phản bội nhau, để nhằm giúp cả hai nhận ra một điều gì đó. Chi tiết này phần nào chạm được đến ký ức của tôi, nhắc nhớ về một cuộc hẹn đã định trước giữa anh và tôi của vài năm trước. Anh đến đúng vào lúc tôi học năm 3, và đó cũng là thời điểm tôi đang ngơ ngác lần mò trong nghề nghiệp. Về việc học, anh hướng tôi đến những tiêu chuẩn cao hơn trong trường lớp, bắt tôi phải làm khác với thông lệ. Nói rõ hơn, anh đứng sau, thô bạo để tôi vượt qua sức tưởng tượng của chính tôi và cho tôi biết rằng không có giới hạn nào cho bản thân mình. Anh là người đầu tiên định hướng cho tôi làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích tôi dám làm những việc trên sức của mình. Anh đã luôn có mặt trong những lúc tôi cần, chỉ ra cho tôi những điều chưa tốt, ngay cả khi tôi còn chưa kịp vui mừng về bản thân. Anh là người đặt trong tôi nền móng của sự cầu toàn. Anh rất ít khen tôi, không một lần đánh giá cao. Nếu không muốn nói rằng suốt những năm tháng đó, tôi phần nhiều nhận được góp ý, chê bai và những bài học thực tế, điều khiến nhiều người bạn nhìn vào cho rằng anh quá cao ngạo, kém tôn trọng tôi. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu những điều đó có giá trị với tôi thế nào, và tình cảm của anh với tôi thế nào. Ăn chưa hết đã gọi món mới, chẳng mấy chốc cả mặt bàn đầy ứ đĩa to đĩa nhỏ. Và rồi con người vô trách nhiệm ấy ngưng ngang, để tôi một mình ăn hết, dù bao tử của tôi đã không còn chỗ chứa. Trong lúc tôi cố nuốt mấy miếng cuối, đồ ăn cứ giận lên, thì tôi nhận ra cái mặt tự cao của anh còn khó nuốt hơn. Anh bắt đầu đưa ra kết luận về mối tình gần đây với một em gái kém nhiều tuổi và hơi trẻ con. Không nói quá nhiều, nhưng gương mặt đó cho tôi thấy anh đã không kiên nhẫn. Tôi bật cười vì nhớ lại mình trước đây, tôi cũng đã từng là một cô bé cạn nghĩ. Chính tôi đã gieo những hạt mầm đổ vỡ mang tên tò mò và kỳ vọng vào mối quan hệ đang rất tốt đẹp của mình. Vì anh đã quan tâm nhiều tới tôi như thế, nên chỉ cần có chút sao nhãng là tôi ngay lập tức giật mình nghĩ vẩn vơ. Tôi xem trộm nhật ký Yahoo của anh, xem mail, rồi khóc ngất khi thấy anh liên lạc với bạn gái cũ. Tôi hay tưởng tượng những phản ứng của anh trước mỗi việc tôi làm. Tôi vẽ nên những tình huống hợp ý tôi, nhưng thực tế anh không hề đáp ứng những mong đợi đó, thậm chí còn tỏ vẻ vô tâm. Thế là tôi ngập ngụa trong suy diễn, tôi ngừng lắng nghe anh và bắt đầu quy kết. Những cuộc cãi vã tăng dần lên, và rồi ngày đó đến thật. Tôi chết đuối trong những lập luận tiêu cực. Tôi đã chia tay, còn anh tìm một lối thoát. Chúng tôi rớt nước mắt, lặng lẽ ngồi cạnh nhau.
Tôi cố gượng nói chuyện vui vẻ, cố chứng tỏ tôi ổn. Nhưng anh đã nói một câu gói trọn tất cả: em đừng lảng tránh, có gì thì nói hết với nhau. Sau hôm nay mình sẽ chẳng bao giờ đề cập đến những chuyện này nữa. Lúc đó sẽ có nhiều thời gian để hỏi han nhau. Tôi òa lên nức nở vì biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh. Và thật vậy, tất cả những gì tôi mang theo là lời anh nói: sau này khi em yêu người khác, hãy nhớ là không phải mâu thuẫn nào cũng giải quyết bằng cách chia tay. Anh cứ thao thao bất tuyệt, tôi vẫn cứ ăn trong khi góp vui cho câu chuyện. Nói ra thì phũ phàng, chứ phải bây giờ mới gặp nhau thì chắc chắn không quen nhau được. Có thể thời gian trôi qua, anh đã tự nhiên bộc lộ bản thân hơn, hoặc giờ tôi đã thay đổi nhiều trong nhận thức nên không còn nhìn anh với ánh mắt như xưa. Tôi không biết và cũng không có ý tìm hiểu. Nhưng dù cái nhìn của tôi, thái độ của tôi với anh có khác đi theo năm tháng, thì cũng không làm bớt đi lòng cảm kích vì sự nghiêm khắc mà tôi đã từng được nhận. Anh là một trong những người đã luôn tạo cho tôi nguồn cảm hứng để cố gắng hoàn thiện. Không còn là người tôi thương, nhưng anh luôn là người tôi trọng. Cuối cùng tôi cũng đã dọn sạch mâm, vui vẻ đứng lên. Bữa tối quá sức bắt đầu chạy ngược lên như đi thang máy. Tôi bước đi khó nhọc, anh nhìn tôi không chút động lòng và sang quầy khác ăn tiếp. Tiếng tranh luận vang khắp các dãy hành lang vì bây giờ chả còn ai nhìn ai. Và nếu cuộc đời tôi thật sự là do tôi sắp đặt trước khi ra đời, thì dẫu có thế nào, tôi cũng hài lòng với bản kế hoạch của mình. Sài Gòn, ngày 27 tháng 11 năm 2013.